Hồi nãy Như Đức gặp cái người huynh đệ cùng vô chùa tu một lượt, Như Đức, những Đức nói với chú một câu rằng: tuy tình cảm với con người cực kỳ quan trọng, nhưng nếu anh không có một chút thành đạt gì thì tình cảm này nó khó tồn tại lắm. Thí dụ như bây giờ anh gặp tôi, anh đang khổ, anh đang khó vô cùng, anh hỏi tôi một câu: bạn ơi, tôi với bạn cùng một thời đi vô chùa, hôm nay tôi khổ quá, bạn giúp tôi được không? Thì Nhân Đức nói: được, tôi giúp bạn được. Bạn nghe lời tôi 100% giúp bạn được. Còn nếu như bây giờ bạn quá khổ, Nhân Đức khổ, gặp bạn, Nhân Đức hỏi: bạn ơi, bạn có thể giúp tôi được không? Thì bạn sẽ nói câu gì? Tôi còn chưa giúp được tôi, lấy đâu giúp cho bạn? Con người đến với con người, tình cảm rất quan trọng. Nhưng bạn phải có khả năng gì để duy trì được tình cảm? Nếu như hoàn toàn bạn thiếu thốn mọi mặt, lấy đâu để duy trì tình cảm? Có những con người cực kỳ thân khi ở phương xa, nhưng khi đến gần thì không thân nữa. Vì sao? Vì quá khổ. Nên mỗi một con người phải tự thủ bản thân mình mà trở thành ích kỷ, rồi tình bạn bị xa đi. Nên trong chùa mình ai cũng vui, ai cũng an lạc, ai cũng mặt mày sáng sủa là từ đâu? Vì mình đủ. Đủ thì không dành, đúng không? Đủ thì không dành. Bây giờ Nhân Đức nói rằng là chúng trong chùa mình nè, bây giờ những người trẻ là chúng ta thèm, ưa thèm ăn nè. Tại vì cái cơ thể của mình là còn tiếp nhận đồ ăn nhiều quá. Cả người già cũng vậy, đã nói là ăn là thành một cái chủng tử rồi. Ngon là ai cũng thích hết, đúng không? Như vậy thì quý vị coi, nếu như bây giờ họ đói khát thì họ gặp đồ ăn, họ sẽ giành, họ giật, họ đấm, họ đá, họ cắn, họ xé để họ lấy đồ ăn đó, để họ giữ đồ ăn đó. Còn bây giờ họ đầy đủ hết trơn, đầy đủ quá trời luôn, ăn uống tương đối, đồ ăn đồ uống gì thèm mua ăn. Mà vậy thì cái ăn cái uống của họ đầy đủ thì tức khắc tâm tham giảm bớt đi. Tại vì họ đầy đủ thì tâm tham giảm bớt đi, còn quá thiếu thốn thì tâm tham nó hiện lên càng lớn. Mà tâm tham mà hiện lên càng lớn thì gương mặt mình hao hao giống quỷ chứ sao. Mà tham nặng thì sân nặng, sân mà nặng nổi lên thì mặt mình giống hệt trong địa ngục. Thấy không? Địa ngục. Còn tham, ngu si. Ngu si. Thấy không? Còn cái này mà ba thứ đó mình giảm tối đa thì mình hiểu không? Đó, ba thứ đó mà giảm tối đa thì hình tướng của người tức khắc chuẩn liền. Tâm tham giảm, tâm sân hận giảm, si mê giảm, trí tuệ sanh. Nên con người lúc nào cũng năng lượng hừng hực, hừng hực, hừng hực, hừng hực. Thấy không? Nếu như mà chúng ta gặp được một nơi như vậy, mỗi ngày nạp điện cho mình thì mình cần ở không? Sao không cần? Vì cái nơi này là cái nơi nó nạp pin cho mình, nạp điện cho mình. Còn nếu mình đi đến một cái nơi mà thiếu thốn hoàn toàn là nó đang hút năng lượng cơ thể mình, đang hút năng lượng cơ thể mình. Lễ lọc người ta về đông ao 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 ao, chúng mình xong vẫn bình thường. Là vì sao? Năng lượng của chúng mình cực kỳ đầy, nên người ta khắp nơi nơi về mình phục vụ người ta mà xong mình vẫn duy trì được. Mà muốn duy trì được cái đại chúng năng lượng đầy thì phải cần có một ông thầy để rèn luyện cái công chúng. Khi đi đến đây 10.000 hay mười mấy ngàn, họ mỗi ngày có thời khóa tu, nghe pháp, nghe đạo, để an tâm cho họ, để năng lượng của họ có được thì họ đỡ rút năng lượng của đại chúng trong chùa. Nhớ xuyên qua chiều hướng họ được dạy bằng cách nào? Dạy họ, nói chuyện họ cho họ vui, thì họ xuống nhà ăn, sự dành cơm đỡ, sự dành ăn đỡ, sự đấu đá đỡ.
tâm của họ vừa lòng vừa ý nhiều, tức khắc đó là giúp cho đại chúng rất lớn, để phục vụ họ mà đỡ cực. Đúng không? Nếu như mà không có người giảng thuyết cho họ nghe, với số lượng mà đông đó thôi, rác đến họ vứt, họ ti tiện, họ làm đủ việc, quý vị chịu không nổi luôn. Nên cái việc mà tích tụ nguồn năng lượng là việc cực kỳ quan trọng, mà xuyên qua tư tưởng giáo dục. Nên mỗi một con người mình nhớ rằng cái phong thủy ở đây tốt là do gì? Ngay cái chỗ có phương pháp tu, và mỗi ngày chúng ta được giảng dạy. Và bây giờ cách thời gian là chúng ta có một buổi nói chuyện gì với đại chúng. Nói chuyện xong đại chúng được nghỉ. Đúng là hôm qua là đại chúng mình được nghỉ buổi chiều đó, nhưng mà những đức thấy hội chúng hôm qua còn ở lại đông quá, nên những đức để cho đại chúng tu, để họ được tu một buổi. Tại lâu lâu họ mới có dịp về đây, nên cho họ tu một buổi. Bữa nay họ về tương đối sắp hết chân luôn rồi, nên từ nơi đó mà ngồi nói chuyện ở đây. Vì sao? Vì họ lâu lâu về mình tạo điều kiện cho họ tu. Còn chúng mình bữa nay nghỉ buổi chiều này, những đức nói chuyện là giống như tập thể đại chúng. Những đức nghĩ rằng cái tập thể đại chúng này có buổi nói chuyện nó còn hay hơn là ngồi sinh hoạt ở dưới nhà ăn. Thật sự hay hơn ngồi sinh hoạt nhà ăn. Vì mình ăn uống là ngày nào cũng ăn uống nói chuyện rồi, bây giờ mà trên chánh điện nè nó mới hiếm nè. Bây giờ mình lại nghiêng qua bên chánh điện để giải quyết cái vấn đề sinh hoạt đó, quay về lại chánh điện, đúng là quá phù hợp. Đại chúng thấy phù hợp không quý vị? Quá phù hợp. Ví dụ như bữa nay hơi sớm một chút, hay những bữa gì sớm một chút thì tất cả đại chúng được về nghỉ ngơi. Còn các cô về, mỗi người thí dụ như pha ly bột sắn, thí dụ ngồi chị em ngồi uống, rồi bật mấy công đoạn những buổi chia sẻ Phật Pháp, những đức coi lại thí dụ, thì từ nơi đó quý vị thấy rằng là thấy chị em được ngồi bên nhau, nó rồi có những chị em ngồi cười nói chuyện được, đúng là cái tình cảm này đặc biệt quá. Có những con người họ niệm Phật cầu sanh cực lạc quý vị, nhưng lạ thay họ không biết tạo nhân địa để làm nền để sanh cực lạc. Họ chỉ nghĩ là phải sanh cực lạc, phải được giải thoát về thế giới cực lạc, còn họ quên mất tiêu tạo nhân địa. Quý vị coi, thí dụ như chúng ta đứng bên bờ bên đây, muốn phóng qua bờ bên kia, phải là chúng ta tạo cái địa thế của chúng ta để phóng qua không? Mình muốn đây phóng qua bên kia thì vị trí đứng của mình phải chắc mới phóng qua bên kia được. Còn nếu như mà mình chỉ muốn phóng qua bên kia mà không tạo thế để phóng qua, làm sao qua bên kia được? Như vậy thì chúng ta muốn về thế giới cực lạc. Mà thế giới cực lạc là cái gì? Là một quốc độ an lạc. Đã là quốc độ an lạc thì chúng ta phải có cái nhân địa an lạc. Nhân địa an lạc để niệm Phật, như vậy thì mới sanh về cực lạc. Cái này cực kỳ hay luôn quý vị. Hay. Cái micro này mới mua không hay bằng micro cũ nha, nặng. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta khi mà tu học là mình phải hiểu. Hiểu rồi thì phải mình biết áp dụng Phật Pháp, tuyệt vời trong cuộc sống luôn. Rất tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Nên mỗi một người mà nghe vậy, quý vị thấy Phật Pháp tu không có khó. Tại vì sao? Cái xác thực là bạn, người ta nhìn bạn là người ta muốn tu. Gia đình bạn nhìn bạn là muốn tu. Bạn bè nhìn bạn là muốn tu. Vì sao? Cái kỵ nhất của con người vừa gặp nhau xin tiền. Dù mình là bạn bè anh em thân cỡ nào thân, gặp một lần xin tiền còn có thể cho, hai lần còn có thể được, ba lần miễn đi bạn. Tiền đâu mà xin hoài vậy? Hiểu không? Là có chở mặt liền. Phải nhớ. Bây giờ mình đi tu hành, người ta gặp mình không xin tiền. Người ta cho tiền mình không nhận, mình kêu người ta bỏ thùng tam bảo. Trước nhất chỗ này là chỗ mình thu nhiếp được gia đình, đúng không? Khi ngồi nói chuyện với mình thì không có cái chuyện bàn tán gì của cải gia đình chia chác cho mình. Từ nơi này là cái điểm để thu nhiếp và độ họ. Còn con người với con người nói tình cảm, tôi với anh với bạn rất thân, nhưng chỉ cần đụng vào của cải tiền bạc là có sự trở mặt. Rất dễ trở mặt vì vật chất. Nhưng chúng ta đã đi tu rồi, chỉ cần ba bữa cơm đầy đủ và nhiệt tình phục vụ đại chúng, lo cho chúng. Nên chỗ này là điểm mà dễ độ người thân. Dễ độ người thân bằng cách là mỗi một người, con người chúng ta sống vui, biết đủ,
ai gặp mình tự nhiên cũng thấy thích. Đó là chỗ để độ người thật. Hồi nãy như Đức gặp người bạn, mẹ của người bạn nói câu gì? Nó đi tu không có được. Rồi xong bắt đầu là nó đi về, tự nhiên nó làm cho tốn tiền gia đình một số tiền. Vậy mà mỗi lần nó gặp anh chị nó thì nó nói Phật Pháp, nó giảng đạo cho người ta nghe. Khi nó giảng đạo cho người ta nghe thì người ta nói nó gì? Mày có tu được đâu mà mày giảng đạo cho tao nghe hoài. Cái đạo của mày giảng tao sợ muốn chết. Mày đi tu tao thấy mày bèo nhèo, mày về nhà mày còn phá của thêm số, mà bây giờ mày giảng đạo cho tao nghe, mày đi ra chỗ khác giùm tao đi. Nên những Đức nãy gặp người bạn đó, những Đức nói từ hôm nay đừng nói gì nữa. Tại vì sao? Vì bạn không làm được mà nói cái gì. Nên từ nơi đó mà mình được một cái nơi mình đi đến đây mình tu mà được gì nè, là cái điểm để mà dễ độ người thân. Vì sao? Vì mình không xin xỏ họ cái gì cả, mình cũng không cần cái gì từ họ cả. Họ lúc nào cần mình đi đến đây mình còn giúp được họ, mình còn có đại chúng đi giúp họ, từ nơi đó mà dễ độ họ. Góc độ này ai nhìn được thì cực kỳ sâu. Những Đức nói thí dụ như những cô trẻ ngồi đây đi, nếu như các cô không đi tu, ngoài đời các cô đi có chồng, các cô không thể nào dám nói một câu mạnh dạn: cha mẹ để con nuôi. Các cô dám nói không? Không bao giờ dám nói. Vì chưa biết được thằng chồng của mình như thế nào, làm sao mình dám nói. Thí dụ như mình nói cha mẹ để con nuôi, về chồng nói vậy thì nuôi mình nghe. Nhà này á, nội mà bà rồi hai đứa con nữa là đã đuối rồi đó, đem về ông bà già đó gì nữa thì sao đây? Nuôi thì tự mà nuôi, tôi lo gia đình này nặng nặng gánh lắm á. Rồi bắt đầu là người chồng này mặt lớn mặt nhỏ, hoặc là người vợ này mặt lớn mặt nhỏ, làm sao cha mẹ ở? Nhưng mà trong chùa vô đây thì mọi người mình còn nuôi được, vậy thì cha mẹ mình nuôi được. Nên mỗi lần mình gặp cha mẹ mình mạnh dạn nói một câu: con đi tu, bất cứ lúc nào cha mẹ cần con ở trong chùa nuôi cha mẹ, lúc nào con cũng nuôi được. Nên đây là cái điểm mà cái thế mạnh, cực kỳ mạnh của đại chúng. Rõ ràng không? Bây giờ thí dụ như các chú ngồi bên đây, nếu mà đi cưới vợ chưa chắc nuôi cha mẹ. Thí dụ như giờ chú Tiên nếu mà ngoài đời không đi cưới vợ, chắc cũng lên cung trăng ngồi quá. Tiên này nè, nếu mà không đi cưới vợ, ông này thế nào cũng nghe lời vợ. Lúc đó ba chú Tiên với mẹ chú Tiên ông nói: ba mẹ ơi, con sắp xếp cái công ty cho ba mẹ làm. Đó là công ty hai thành viên, cắt cái sạp nhỏ nhỏ, mỗi ngày đem một mấy cọc giấy số về, ông bà cứ ngồi đây, hiểu không? Nó quý vị coi, nói mà nói vui vui vậy đó. Nhưng mà mình mà thử có một gia đình, có vợ có con đi, rồi tự nhiên mình nặng gánh vì vợ con mình, làm sao mình lo cho cha mẹ mình. Vậy mà bây giờ chú Tiên vô chùa ông tu, ba mẹ vô tu. Ba thì bữa nay mặt mày sáng sủa đẹp trai phong độ, đâu mất tiêu rồi, ngồi đâu mất tiêu không biết nữa, tu trong đó kìa. Còn mẹ thì trồng rau mập mạp ú nu ú nốc. Có lần mà thấy chú Tiên ông đi chứng giữa, ba mẹ hai bên, ông nắm tay ba mẹ ông tung tăng, nhưng ông hạnh phúc vui sướng bên cạnh cha mẹ. Khi ông đứng mà ông dựa vào vai mẹ ông, như cảm thấy mình hạnh phúc, một gia đình sống được trong ngôi Tam Bảo, quý thấy không? Quá đặc biệt. Có ai hạnh phúc bằng chú Tiên? Cha mẹ bên cạnh, quý vị công nhận không? Đó. Còn bây giờ tất cả chúng ta, bây giờ cha mẹ mình có khi chưa đủ duyên vô thì cứ lo mà tu, lo mà phục vụ mọi người, thương yêu các cụ già. Những Đức nói nghe quý vị, duyên quý vị ở trong chùa về thì độ gia đình dễ,
duyên quý vị trong chùa cạn thì độ gia đình khó 100% luôn. Duyên mình dày, mọi người trong chùa nhiều người thương quý mình nhiều, thì gia đình cha mẹ mình vô được nhiều người ủng hộ thích. Nên đó là cái điều mà cha mẹ mình cảm thấy an ủi khi có một người con như vậy. Còn nếu duyên mình trong ngôi Tam Bảo kém mà gia đình người thân mình vào thì tự nhiên mọi người xa lánh, ít ai gần gũi, thì làm sao độ được người thân mình. Nên duyên phước mình dày là dễ độ người thân nhất. Như cái cô gửi nhà vệ sinh đó, mẹ đồ ở đây, chị ở bên kia, thấy không? Nhờ gặp Ngọc Pháp mà bây giờ gia đình nhiều người đi tu như vậy. Cứ là lễ đồ này kia là chị em cháu chắc vô liền. Đúng rõ ràng chùa là tổ ấm ta về. Khi có người ta giàu cũng đến chùa, mà khi có người ta nghèo cũng đến chùa, khi có người ta vui cũng đi đến chùa, mà khi có người ta buồn cũng đi đến chùa. Nên chùa là điểm mà mỗi người ai cũng có thể đến. Vì mặt tâm linh mà quý vị, thật sự mà nói con người, người ta không hiểu được. Rèn luyện cái mặt tâm linh là việc quan trọng nhất của con người. Vì mặt tâm linh, tâm đã linh thì con người mình sáng, tâm đã mờ thì con người mình tối. Nên tâm mờ thì con người mình thường là mù mờ, còn tâm mà linh là con người mình thường sáng suốt. Nên tất cả những người trong chùa mà là những người rèn luyện được mặt tâm linh, rèn luyện được mặt tâm linh. Nếu có người nào mà phát triển được cái mặt tâm linh của mình thì nhìn con đường này tuyệt vời lắm, cực kỳ tuyệt vời luôn. Quý vị thấy đại chúng không? Họ mỗi ngày họ làm công quả, việc này việc kia, đúng không? Có thể coi những đức chia sẻ Phật Pháp ở trên TV nhưng mà không coi được trực tiếp. Nên những đức tạo ra một cái điều kiện để chúng ta cùng ngồi học tập trực tiếp, vừa nhắc chúng mà vừa nêu lên sự hạnh phúc của quý vị được ở trong ngôi Tam Bảo. Những đức nói rằng những đức rất hạnh phúc khi được ở trong ngôi Tam Bảo. Đây là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Mà những đức đã từng có một bài học tập rằng Phật Pháp thay đổi cuộc đời tôi. Phật Pháp thay đổi cuộc đời tôi. Quý vị coi một người gì đâu mà lễ lọc, trời ơi, ngồi không tưởng tượng được. Cái vị trí của các cô ngồi đây, hàng sau lưng là họ ngồi thêm một hàng nữa, còn sát thêm, còn gì là sát xích hết luôn. Kính mít như vậy bao xung quanh chỗ này, sau lưng đây, đây chui vô đây. Bây hổm như đức giảng tự nhiên sau cái chân những đức gà trong, tự nhiên sao thấy cái gì mềm mềm ở trong, trời nó trong bụng sao lạnh lạnh, sao cái gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên ở đâu trong đây mà cái gì mềm mềm trong đây. Dạ hồi có cái bà lùng xỉn mới chui đây bắn hỏi chứ. Giảng xong mình hỏi, trời bà ngồi đây bà coi cái gì kỳ cục vậy. Tự nhiên ví dụ như giảng người ta ngồi đây thì cũng được, đi ngồi đây cũng được, ngồi đây cũng được, tự nhiên chui vô cái cây mà gác chân ngồi trong cùng chút xíu xíu trong, trời ơi, ngồi trong mà cầm theo cái cây quạt mà có pin cho xíu xíu mà ẹt cho mình đó. Sao mà bữa nay sao mà ngồi giảng pháp mà sao cái gì ở trong đó mà sao nó cứ ẹt trong đó, mà lấy cái tay cái chân mình xúc vô á, xúc vô xúc sao ngay chỗ cái chỗ bả đây á, nó trời sao cái gì mà mềm mềm mới chợ chút sao mà tự nhiên sao chui ra, nó trời sao sao mà nãy giờ mà vô đó mà làm gì, nó dạ vô đây nghe pháp sao kinh khủng đi nghe pháp mà vô đây ngồi chui hôm nay sao kỳ cục ơi, chui đi nghe pháp vô đây. Nghĩa là bà nói rằng xung quanh chỗ nào cũng chặt hết trơn, mà cuối cùng á bà sẹt vô, bà kêu nó bà đe chặt cứng, cô phải chui vô đó ngồi luôn, mà tại bà lùng quá xíu con mới chui vô, mới ngồi chấm húm nhau á, trời ngồi nghe pháp trong đó. Mà nó nãy giờ trời tôi ngồi tôi còn quạt cái chân tôi nghe nghe pháp gì mà ghê quá, hiểu không quý vị thấy không? Mà tự nhiên mà xung quanh con người ta gì quá trời luôn quý vị, mà ai cũng vui vẻ hoan hỷ vô cùng. Bây giờ ví dụ như cô Hương trực tiếp cô coi cô thấy rõ ràng đúng không, một tiếng mấy hai tiếng đồng hồ mà con người ta an lạc, ta vui vô cùng không? Không, tự nhiên quý vị thấy cảm giác rằng thì ra là khi một con người nói chuyện mà con người này tâm trạng họ thoải mái thì ai cũng thấy thoải mái quý vị. Họ không có đặt vào vấn đề tiền bạc vật chất hay cái gì nặng nề, là tự nhiên ai nghe cũng thấy thoải mái hết trơn á.
Nên những đức nói rằng cái người mà thiếu năng lượng nhất đi vô chùa mình nghe là phải cần tiếp nhận. Tiếp nhận thì lợi ích cực kỳ lớn luôn. Phải nhớ, giống như hồi sáng những đức kể câu chuyện mà cái chú không vô chùa mà gọi là tự nhiên không biết bị bệnh gì, tự nhiên không nói chuyện gì được luôn quý vị. Mà nghe được là ngon nghe. Nên trong kinh Đức Phật nói rằng pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Đó. Không nói được mà nghe. Thì nghe được rồi thì phải tích tụ nguồn năng lượng bằng cách nào? Nhép môi niệm Phật. Tại nghe được, miệng không nói được, nhưng mà cái miệng mình niệm thời gian là bắt đầu nó ra hơi à. Thời gian A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ờ, nó cứ lên đây lễ Phật nó phát âm đi, tự mình giờ nó không nghe cũng cứ mở cái miệng ra phát âm đi, cứ mở cái miệng ra phát âm, mở với nó khai khẩu. Giống như nó bị tắc nghẹn cái gì bên trong mà không nói được, phải không? Mình làm viết rồi bắt đầu nó khai cái chỗ đó ra, bắt đầu nó phát âm. Cứ lên mình làm đại nó không ra tiếng, mình cứ làm theo. Có nghĩa là mình phải làm cho nó mạnh á. Tại vì mình nó không ra được tiếng thì mình phải làm cho nó háo hức, để cho nó vui, để nó phát động cái thăng tâm. Chứ mình đừng có mà mặt nó âu sầu. Cái mặt âu sầu là nó sẽ không phát diễn được nguồn năng lượng đâu. Hiểu chưa? Mình phải làm sao kích động cái thân thể của mình mà nó cảm giác được nó có niềm vui á, thì tự nhiên nó phát được cái âm thanh mình ra liền. Mà phải làm sao mà mình phải háo hức. Mình kiếm cái chỗ nào, vị trí nào sau lưng đó mình làm một mình cho nó ngon. Chứ mình trước mặt người ta mình làm như tôi tưởng là mình ba chợ, người ta đá mình đá lộn mèo luôn. Hiểu chưa? Nghĩa là mình không có ra cái âm thanh được thì mình à, hoặc là mình thấy giống như thanh nhạc người ta làm đó, nó làm cho người ta vui nghe quý vị, nó làm cho mình cái thân thể mình phát động, con người mình nó vui lại, cái từ trường mình nó vui lại, bệnh từ từ nó hết, nó nuôi dưỡng tế bào mình càng ngày càng tốt lại. Nên con người bệnh đau mà tự nó hết bệnh là do cái tâm vui làm cho tế bào mình phát triển tốt lại. Dù không uống thuốc thì tự nhiên nó cũng hết bệnh. Chùa mình rõ ràng ít uống thuốc mà bệnh hết là từ đâu? Niềm vui phát triển được tế bào bệnh hồi phục. Ví dụ như giờ mình nói chuyện ngon lành, tự nhiên sao nó nghĩ nói chuyện, cái sợi dây nói của mình nó bị ảnh hưởng. Thì bây giờ mình phát động sợi dây nói lại là dùng cái âm điệu niệm Phật để mà gọi là khai thác sợi dây nói lại. Vì sợi dây nói của mình ít niệm Phật quá mà mình nói những cái điều gì đó nó làm cho tổn thương sợi dây nói. Sợi dây nói này nó sắp sửa đứt thì nó không nói. Thì bây giờ chúng ta muốn hàn gắn sợi dây nói này lại là chúng ta phải dùng cái năng lượng niệm Phật, từ trường niệm Phật để kết nối sợi dây nói đó lại. Thì một ngày nào phát âm hay là liền. Như ba cô Liên Thanh, tự nhiên ông đi ông tét cái rầm bị tai biến. Có mà, có những người ta khỏe mạnh vô cùng đang đi tét cái rầm tự nhiên. Vậy tai biến mà. Đó, vậy đó mà niệm Phật thời gian nó trở lại bình thường luôn. Gặp nhiều người lắm nghe. Trong cái cuộc đời chúng ta có khi chúng ta cũng bị tai biến hết đó. Tự nhiên cái miệng đang bình thường vậy, tự nhiên gió thổi ngang cái hả? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21, thầy lên đây học tập bằng cách nào để tạo nơi ở của mình phong thủy tốt. Đây là một đề tài mà ai cũng cần biết phải nghe. Tự nhiên nó bị tai biến, nó méo cái miệng lên, nhưng mà gan lắm mới lên nói chuyện nha. Nó thầy bị méo cái miệng, nhưng thầy luôn luôn nhiệt tình cùng với đại chúng. Khi ngày lễ Quan Âm 4 ngày thầy cũng sẽ lên lại, nhưng âm thanh của thầy sẽ khác. Nhiệt tâm đành lễ. Trời, cái này tao còn cười án đạn đối với quý vị. Hiểu không? Mình mới vô câu đầu tiên. Như cái tâm đành lễ nam mô với cái tất cả nhân ở trình là tất cả ca luôn đi. Chứ thì sao?
tiếng niệm của mình nó bị méo miệng mà. Thì người ta biết sao, người ta thương thầy. Công nghiệp thầy quá trời trời, người ta biết nó bị méo xẹo. Không lại từ số giờ. Hồi xưa thì nhất tâm thành lễ Nam Mô Hải Diệu A nghe nó kéo rồi như âm, như âm thanh vang dội đúng không? Giờ tay biến miệng méo. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Hải Diệu A. Trời ơi, nghe tội nghiệp ông thầy quá. Thầy tội nghiệp quá sao hả? Thầy quá sao nhiệt tình. Hồi xưa miệng rộng niệm hay, bây giờ méo miệng thì cũng niệm. Hiểu không? Mình phải nhiệt tình cả đời mình vậy đó. Còn bây giờ lỡ mình nói không được, ví dụ như bây giờ Nhân Đức một ngày nào tự nhiên Nhân Đức nói không được rồi sao? Thì Nhân Đức phải làm sao? Nhân Đức phải hiện cái tướng của Nhân Đức là người niệm Phật. Nên Nhân Đức mong những người bị bệnh đau phải nghe những công đoạn này để phát triển cái nguồn năng lực của chính mình. Đừng để mình bị chìm lắng vào trong khổ đau. Chìm lắng vào khổ đau, thấy không? Đừng có làm như vậy. Thì mình đang sống trong cuộc đời mình còn nghe được giáo pháp, tại sao mình lại để cho nó chìm lắm trong khổ đau? Ví dụ như mình không nói được gì hết trơn, mình nên mình niệm Phật. Ví dụ như niệm cái điều đi chung, mình phải dùng cái cách để mà mình phát động khả năng, hiểu không? Thì người ta hỏi tại sao ông niệm kỳ gì, ông không có niệm được. Nên ông phải dùng cái cách để nó khai thác khả năng của ông. Ví dụ như mình ngồi bình thường thì im gu gì, mình không có niệm được sao mà làm. Thì mình phải làm sao? Người ta thấy trời trời ông này cũng nhiệt tình, mà làm gì giết cái tự nhiên Nam Mô Phật, 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 Nam Mô Phật. Thấy không? Nó phát động cái khả năng từ cái đôi tay của mình. Giống như thanh nhạc người ta phải diễn làm sao, người ta cầm cái cây á. Tàng 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 tàng. Thấy chưa? Thanh nhạc không hiểu hả? Cái người mà cầm cái cây này quan trọng lắm nè. Người cầm cây này cực kỳ quan trọng luôn. Người ta chỉ cần đưa đây tèn tèn, thấy không? Tèn 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 tèn. Cái cây đó đó, cái cây đó rất quan trọng. Tại ngày xưa Nhân Đức từng có đi học mà, Nhân Đức biết mà. Người ta thấy rõ ràng, Nhân Đức hỏi cái ông mà cầm cái cây, nói cây này sao hay vậy? Nói cái cây này rất là hay em. Em chỉ cần gõ là nó sẽ kêu. À, trời trời sao kỳ vậy? Nó có gì đâu kêu, không bên kia nó kêu. Nguyên một cái dàn hồi đánh nhạc nó kêu theo. Ví dụ mình ten ten, mình chỉ làm ten 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 ten. Ghê chưa? Quá hay luôn đúng không? Đó. Không có giỡn đâu. Cái người đánh cây đó nó cực kỳ hay luôn. Các vị thấy mấy cái người mà khi mà người ta chương trình này chương trình kia mà người ta diễn sức cho cái người câm nghe chưa? Câm điếc nghe chưa? Bà đứng có làm nè. Vậy mà người câm nó biết. Ghê không? Không phải đơn giản đó nghe. Nó quý vị, bởi vì cái diễn xuất này nó phải tự nhiên nè. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình không nói được, mình phải làm sao? Mình chọt lia chọt lịa, ai trách mình? Tôi nói được. Không phải cái người mà nói không được mà người ta nghe, người ta dễ tức lắm á. Cái người mà nói không được mà nghe là người ta dễ tức lắm. Tại sao câm mà điếc? Tại vì câm không nói được, điếc đừng có tức. Chứ sao, lỡ mình nói không được mà cái người nào nó chọt mình, nó nói xấu mình nghe được mà mình nói không được, mình tức, mình lủi nó sao? Nên chờ sanh ra là câm là phải điếc, hiểu chưa? Còn bây giờ mình á, là cái nghiệp gì mình không nói được, nhưng bây giờ lỗ tai mình còn nghe thì mình phải dùng cái động tác của mình để phát động khả năng của mình lên. Cái tâm trạng nó vui để phát động khả năng của mình thì mình phải làm sao? Niệm Phật. Chọt ly mình niệm để phát động cái khả năng mình lại, hồi phục liền. Ba của Liên Thanh nói chuyện lại được. Thấy chưa?
Hồi đó mà Như Đức mới gặp ông hỏi chú, đỡ không chú? Ý nó là khổ. Ông ta biết nói không được, nhưng nó hỏi chú phải không chú? Ông nói thôi, vì coi vậy đó mà bây giờ mà ổng niệm Phật với cái trong chùa mình bữa nay ổng bệnh á, nói chuyện. Bữa đó Những Đức gặp ông đi vườn rau, ông Đồng hỏi chú khỏe không chú? Dạ khỏe. Ăn ngon chú? Dạ ngon. Tẩu luộc được không? Được. Nói chuyện ngon lành luôn. Ai với đạo Phật niệm rõ ràng luôn, thấy không? Là tai biến không trị thuốc men gì hết, niệm Phật tự trở lại bình thường. Quá đặc biệt luôn, thấy không? Ơi, bây giờ quý vị coi, sống trong cái cuộc đời này bao nhiêu con người bệnh hoạn này kia, người ta vẫn phải sống. Bây giờ mình có gặp bệnh hoạn gì mình cũng phải sống. Ví dụ như chàng nét cụt tay cụt chân vẫn phải sống. Chúng ta còn tay còn chân, chúng ta khổ vì một việc gì đó, chúng ta cũng phải sống. Nên mỗi một con người ở trong cái cuộc đời này gặp sự cố gì cũng phải sống. Mà đã là sống thì sống phải vui, đúng không? Chứ sao? Ví dụ như cái miệng như đứa giờ niệm như đứa chuyện ầm ầm, mai mốt lỡ cái gì cái miệng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý Phật tử. Người ta nghe người ta vẫn thấy dễ thương, gì vì sao ông thầy cũng nhiệt tình quá, hiểu không? Nó con người mình phải như vậy đó. Thì nhớ nghe, tất cả chúng ta đến với cái cuộc đời này dù có lành lặn cỡ nào thì một ngày nào cũng phải suy yếu. Không có ai tồn tại mãi trong cuộc đời này đâu quý vị. Nên Phật mới dạy mình là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta, đúng không? Mình như vậy là quá hạnh phúc rồi, quý sư cô, quý thầy. Nên chùa mình đầy đủ không? Tăng, ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Đây là bốn chúng đồng tu, đúng không? Bốn chúng đồng tu. Mà nhiều cô ngày xưa mới vô chùa mình nghe Những Đức nói thiệt chứ, ngày xưa liên nhẵn này nè, cấp mà hớ tóc mà còn cái chởm ở trên nè, thì nhìn cần cổ nó thì cao mà tại nó quá cao, cần cổ nhỏ xíu, ở trên một chớp tóc quý vị nhìn y gan cái dù đi nghiêu 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 nghiêu. Mà bây giờ vì coi mấy quý viên quay quay liền quay, hiểu không? Nó liên diện hồi xưa bốn mấy ký, ốm nhôm đầu vô xấu, mà bây giờ hảo tướng ghê chưa. Còn bà đạo đạo được khỏi nói bà luôn. Hồi xưa mẹ bà dẫn bà vô chùa tu, mà mẹ nói chuyện lanh vô cùng, đến gặp nói chuyện Nhân Đức, xong nói chuyện chút Nhân Đức hỏi cô bộ con cô bị bệnh tâm thần hả? Nó thật. Thầy đâu có, thầy nó vậy thôi, nó không có tâm thần, nó khôn lắm, nó thầy nó đâu có tâm thần. Nó sao nhìn mặt đơ đơ kỳ, tóc tai thì bùm sơm, mặt mày làm mà ngồi làm vậy nè. Mà xưa bà ốm mỏ nhọn quét nhọn mỏ như Đức nữa. Tự đâu Chí Hòa mới vô. Vậy mà bây giờ quý vị coi phim quay bả luôn, trời ơi, quay bà đại liên quay, đúng không? Còn Liên Nguyệt này hồi xưa, hồi đó như là thất tình lùn mà tóc dài vô cũng buồn hiu cái mặt vậy nè, lặt ra mà lặt gì nè. Nó trời cái bà này bỏ ba trợn gì trời, lật rau mà mắt thì nhìn nó đâu mà lật cái gì mà kỳ cục cái chợ. Vậy mà bây giờ đi coi hảo tước quay. Nên còn một bạch này, bạch này còn kinh nữa. Nên Những Đức nói cả chùa mình nói thật là sự đa phần luôn. Hồi đó mới vô đây là Những Đức là nói số 1 là xấu nhất nè. Nên tôi đầu hàng xấu nhất luôn. Nó hô không tưởng tượng được.
lúc nào cũng cái miệng gì nè. Mà bây giờ muốn đưa ra cũng không được, nó ngộ bây giờ nó đỡ rồi. Ngày xưa khỏi, bây giờ hồi xưa giấu không nghe. Hồi xưa lúc nào cũng vậy nè. Gặp Phật tử dưới chùa chào Phật ử. Trời ơi, kinh khủng lắm. Nó còn hồi đó mà ông Nhận Ngôn mà coi tấm hình giấy chứng minh, ông cách đây 20 năm mà giấy chứng minh ngày xưa già hơn bây giờ. Mà nhìn ông Nhận Ngôn bây giờ ông ngồi kìa, quay Nhận Ngôn liền mấy chú. Nó thấy không? Còn Nhận ăn cái thờ mà làm tượng Phật ở trên Đà Lạt á, thờ nhìn ông lùn nhỏ con, mà nhìn cái mặt bèo nhèo, mà hôm nay nhìn ông cái thờ hảo tướng, mặt mày đẹp trai giống như Lạc Bồ Tát lùng. Còn những phát hồi xưa mà bên cái khu này nè, ốm nhôm nhắc khô khan cằn cội, những đem về khu tăng, những đức điêu luyện lại, những đức bỏ vô cái lò luyện đơn 49 ngày, những đức cầm cái cây mà giống như mà tiên ông cầm, như đức làm nè. Vậy mà mọc luôn, ghê không? Không phải đơn giản đó nha. Tôi quơ quơ gì chứ không phải đơn giản đó. Đúng không? Từ đưa đó mà. Định cầm khăn lau mặt thôi chứ làm gì đâu, đúng không? Giống bữa đó cái cô đó, cô ngồi đây, cái bữa mà nó nói chuyện mà buổi sáng cuối cùng á, tự nhiên đang nói chuyện bắt chợt đứa gặp, nó hỏi cô nhiêu tuổi? Nói, dạ 30. Có chồng chưa? Dạ chưa. Tu đi. Tự nhiên bà ngồi bà làm nè. Nó là chợt sao kỳ cục cái chợt. Tự nhiên hỏi nhiêu tuổi là 30, kêu đi tu đi tự nhiên. Không biết chuyện gì xảy ra luôn. Để bữa nào gặp hỏi có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên kêu đi tu tự nhiên khóc sướt mướt rồi chàng. Giống như là mình mời người đi tu, làm như họ chạm cái tâm họ làm sao. Giống như từ lâu đã có cái nguyện đó mà chưa ai mờ rủ. Bữa nay tự nhiên thầy xong điểm hóa ngay cái tự nhiên theo kích động luôn, ngay cái mục làm sao. Cuối cùng mà khóc. Nào, có nghĩa là bất chợt rất là lạ quý vị. Nên từ nơi đó mà đại chúng mà khi ngồi mà nghe trực tiếp, quý vị thấy rằng là cái người niệm Phật mình nó giống như nó có phương tiện thiện xảo sao á, hiểu không? Nào nói chuyện giống như có một phương tiện thiện xảo đặc biệt sao quý vị ơi. Nó tự nhiên nó bất chợt ra, nó làm cho người ta vui. Mà vui nó có điểm quay về nghe. Vui nó có điểm quay về. Thí dụ như hài hước người ta vui là nó không có điểm quay về. Nhưng mà mình vui của người niệm Phật là nó có điểm quay về. Tại vì cái điểm quay về của mình là nhờ niệm Phật. Mà nhờ niệm Phật thì mới vui. Mà vui thì mới niệm Phật. Mà niệm Phật thì mới vui. Thấy không? Đơn giản vậy thôi, đó là điểm quay về của người niệm Phật. Mà khi về cực lạc thì cực kỳ vui nữa. Những đức nó thật sự mà nói chuyện cái này là nói hoài, nói cũng thấy hứng thú. Nên những đức mong rằng cái đại chúng mình nên trân quý cái nhân viên đặc biệt này. Mà mỗi người coi quý vị người ta ngưỡng mộ lắm. Những đức nói thật sự chứ, nhiều cô khóc nơ nơ nghe, người ta coi người ta đều, người ta bình luận, người ta ở dưới bình luận cái câu người ta nói rằng là ngưỡng mộ các sư cô. Cái mấy cô là mấy sư cô cũng đó. Và có nhiều người ta bình luận ta đấy nè, quý sư cô vô cùng hảo tướng. À nó. Rồi có mấy đứa nhỏ ta kêu là sư cô lùn cũng hảo tướng. Ông nói trời, mình nhắn tin mà nó không phải nít. Phải sư cô lùn đâu, nó còn lớn nữa, lùn đâu lùn. Ta thấy sư nhỏ xíu xíu mới tưởng là sư cô lùn. Mấy bà có coi phim có coi ngộ ghê, nhỏ xíu xíu mới kêu sư cô lùn. Nó nhắn tin là mình nói không, nó còn nít, chưa lớn lên đâu, nó cao lắm chứ nó không phải lùn đâu. Đừng cứ kêu nó lùn tội nghiệp nó. Nó con coi chứ con tâm ngộ á, kêu sư cô lùn. Trời ơi, nhỏ xíu xíu mới đẻ mấy tuổi đâu rồi tự nhiên kêu sư cô lùn chợ.
Sao có lùn đâu. Họ nhắn tin hỏi nè: thầy ơi thầy, sao chùa thầy con coi phim thấy nhiều sư cô lùn thế? Không phải cậu ơi, mấy đứa nhỏ nít nó cạo đầu chứ đâu phải sư cô lùn đâu. Mai mốt nó lớn bây giờ chứ lùn đâu mà lùn. Thấy không? Nhiều cái nó rất là lạ quý vị. Nên người ta coi sơ quan gì nè, nên mấy chú khi mà quay là phải quay nó rõ rõ. Ví dụ khi làm phim là quay qua một người nào cho nó có thời gian tiếc một chút, chứ đừng có mà sớt ngang cái mặt người ta cái mắt tiêu. Nói trời là trời, cái mặt mới đây cái sớt ngang cái mắt tiêu, vừa nhìn rõ cái mặt mà được sao nữa. Tự nhiên én, giống như én, én. Mình phải quay làm sao mà từ từ, từ từ, từ từ để người ta thấy người ta được một chút, đúng không? Điểm này ví dụ như gọi xuống, mình để một chút, cái người ta thấy nè, mình cũng đẹp nha. Cái mình quay bà già kia mình để một chút, mà thấy à đẹp, mình đẹp ha. Chứ đừng có mà én, én, tức án đạn luôn. Nó vậy nó phớt ngang mình ngang. Chậu là chậu, nãy giờ mới có thấy mình mà tự nhiên phớt ngang mất tiêu, thấy không? Thà đừng lấy những đức bao nhiêu, tại gương mặt những đức nó đã quá quen với công chúng mà. Mình muốn cho chúng của mình được gia đình thấy, thấy không? Gia đình thấy được chúng chùa. Khi đi nhờ người ta coi phong thủy, dùng đất đó hay là nơi cư trú đó, là làm cách nào để phong thủy nơi đó được tốt, hoặc là nơi đó nhìn được cảnh vật và địa thế nói rằng là tốt. Có khi chúng ta cũng nhìn ra được chỗ đó thấy rất là tốt, nhưng lòng người ở nơi đó lại không hòa, lòng người ở nơi đó lại không thiện. Thì dù là một nơi phong thủy tốt, địa thế tốt, nó cũng trở thành xấu. Vì cái chỗ tốt xấu là do tâm địa con người để chuyển xây. Thí dụ như hoàn cảnh đó nó không tốt, nhưng mà tâm địa con người tốt, mà tâm địa nó chuyển hoàn cảnh. Nên trong nhà Phật mới có câu nói là: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái này là 100%. Nên mỗi một người chúng ta, mình phải tin tâm địa. Tâm địa là cái quan trọng để chuyển được nơi đó thành tốt. Thí dụ như lúc trước những đức mới đi đến đây, cách nay thời gian 9-10 năm trước, thì vì biết rằng là ở đây là khu công nghiệp xung quanh, nên cái hơi và cái mùi của khu công nghiệp nó bay qua rất là nhiều. Nhiều người mới đến có khi người ta ở mà người ta cảm thấy sợ, nghe nói rằng cái mùi đó độc địa, không tốt cho sức khỏe. Mình cứ ở đây mình niệm Phật rồi mình rèn luyện con người ở đây, tâm địa họ an, họ vui, họ mỗi ngày vui vẻ niệm Phật an lạc. Quý vị coi bây giờ Tổ đình Hộ Pháp là một điểm mà chùa mà gọi là hàng Phật tử tu hành về pháp môn tịnh độ, người chuyên tu về đây, và cả những Phật tử hành hương cũng ghé đây đông, thiệt là đông. Nơi này bây giờ trở thành một nơi gọi là phong thủy tốt. Như vậy mình đến một cái nơi mà giống như khô cằn sỏi đá, nơi buồn tẻ, mà nếu như chúng ta có thể dung dưỡng được cái tâm con người sống ở nơi đó an tâm vui, thì nhất định nơi đó sẽ phát triển. Nhà của mình mà nếu mỗi ngày buồn thì nhà mình không phát triển. Nhà mình mà mỗi ngày sống vui, sống tốt thì nhà mình phát triển. Nên người xưa nói rằng gia hòa vạn sự hưng, an cư thì lập nghiệp. Cái chữ cư đây có nghĩa là người ở nơi nào trụ được một nơi đó. Còn tu thì chọn một pháp tu chuẩn xác, đó gọi là cư. Nên muốn thành tựu con đường tu, thành tựu được sự nghiệp, thì phải có một điểm rõ ràng, trụ sư. Thí dụ như mỗi ngày như đức qua lại bên Đại Tùng Lâm, nhưng khi trở về là điểm chính ở đây, có nguồn gốc rất rõ ràng, nên như đức mới thành công. Nếu như Đức bỏ nơi đây mà đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ hoài, thì cái gốc nó đã bứng rồi, thì cành lá hoa quả không phát triển. Đạo tràng chúng ta có thể phát triển được như vậy là nhờ ngay chỗ nào? Nhờ cái gốc của chúng ta sâu, bồi dưỡng được nền móng sâu. Nên đại chúng trong chùa
những đức cực kỳ quan trọng. Hàng Phật tử khắp nơi nơi những đức cũng rất quý quý vị, nhưng quý vị đi đến đây tu xong quý vị về mất tiêu. Còn cái quan trọng là chúng trong chùa này phải được gầy dựng, giúp cho họ vui, giúp cho họ an tâm, giúp cho họ có một tư tưởng. Nên con người sống ở đây vui, an tâm, có tư tưởng. Nên quý vị xem phim, quý vị coi, người nào cũng đẹp. Nghĩa là mập thì đẹp theo mập, mà ốm thì đẹp theo ốm, mà lùn thì đẹp theo lùn, mà hô thì đẹp theo hô, súng răng thì đẹp theo súng răng, mà lé thì đẹp theo lé. Thấy không? Mà quý vị coi bây giờ á, khi mà quay phim quý vị coi kỹ nha, lúc mà quý vị mà cười một cái là nó đẹp. Quý vị để ý đi, Nhật Đức mới lên mặt Nhật Đức không được hồng, nhưng mà Nhật Đức nói chuyện một chút, Nhật Đức chỉ cần cười lên là tự nhiên á, mặt Nhật Đức hồng nữa liền, đúng không? Mặt hồng liền đó. Nên mới nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên con người mà thường cười là người này sẽ trẻ. Hồi nãy Nhân Đức gặp một cái người huynh đệ đi cùng với mẹ. Chú này cùng với Nhân Đức đến thời gian tu đúng một ngày, có nghĩa là lúc đi tu là đúng ngày luôn, tuổi bằng tuổi. Nhưng cái định hướng của chú bây giờ bị mất. Khi mà gặp thì người mẹ của chú thì biết Nhân Đức hồi đó. Người mẹ nói một câu nè: "Ôi trời ơi, thầy bây giờ còn trẻ hồi đó nữa ha. 10 năm giờ trẻ hơn hồi đó." Bà nhìn qua con, bà nói: "Con của con già quá thầy ơi." Mặt nhăn nheo bèo nhèo hết trơn. Thì thấy chưa? Cái gì? Mắt phương hướng, buồn, ít có nụ cười. Đời không ra đời, đạo không ra đạo. Rồi mặt bèo nhèo, nhăn nheo như con mèo. Thật sự như con mèo thiệt. Như con mèo là sao? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Bây giờ người ta vừa gặp mình mà nhìn cái mặt. Hoặc là ánh mắt của mình nó mà hao năng lượng là ánh mắt gì nè. Tôi thấy chúng trong chùa mình cái năng lượng của họ nó đầy lắm quý vị. Mình chỉ cần nhích nhẹ là họ cười liền à. Đó là mới có chỉ mà diễn hình ảnh thôi. Rồi mới có chu mỏ nhẹ thôi là họ đã cười. Chứ không lẽ là chu mỏ nhọn nữa thôi cười cỡ nào luôn, đúng không? Đó, nên cái niềm vui cực kỳ quan trọng. Thí dụ như nít mới lớn lên, bé nhỏ này thường vui, thường an tâm, thì cái sự phát triển của cháu rất là tốt. Còn một con người mà gọi là nhìn thấy bèo nhèo, bẻo nhẽo, mà người này mà vui vẻ là tự nhiên cơ thể tế bào hồi phục càng ngày càng tốt lại. Và con người chúng ta mà khi có định hướng rõ ràng thì con người chúng ta cái tiếng nói, lời nói chúng ta nó cũng chuẩn, mạnh dạn. Giống như hồi sáng có một cô trong chùa, cô đến chùa và ở cộng tu lâu dài, cộng tu. Mà từ khi cô đó vô chùa và tới khi cô đến đi về, tuy là những đức thấy cô hiền, cũng hiền dễ thương, nhưng mà lạ thay, cái duyên mà những đức nhìn cô này thì những đức nói cô này đời đạo gì duyên cũng kém. Vì sao? Người xưa nói câu rằng con người sanh ra đời được có cái miệng, khi nói chuyện phải cần mở miệng. Lời nói quá nhỏ nghe cảm thấy không được thu nhiếp, nói lời không rõ ràng, không rành mạch, không quyết đoán. Đời người mà như vậy là cực kỳ khổ. Đến nói chuyện mình trẻ gì mà nghe còn khó, mà từ khi vô tới giờ chắc gặp những đức mà nói chuyện được 2 lần, một lần đến và một lần đi. Thà làm sao duyên phát triển được.
Khi đi về đến, thầy thầy cho con xin đi về. Xong những đức nhìn cái những đức nói, à về đi. Đúng một câu luôn. Nó hỏi một câu, đáp một câu, về đi. Nếu như một con người như vậy thì sao? Không có gì đặc biệt cả. Tần số người rất yếu, rất là yếu, rất là nhẹ. Tần số rất nhẹ, hiểu chưa? Một con người chúng ta phát tần số rất là cao. Tự nhiên mỗi lần ai gặp mình cảm thấy có hương vị, cảm thấy thích. Vì sao? Tần số mình rất là cao. Thí dụ như bây giờ điện thoại mình mà điện sóng điện thoại mình mạnh thì nó bắt sóng nhẹ dễ hơn. Nó ở đâu nó cũng bắt sóng được. Còn cái điện thoại mình mà sóng chập chờn, mình chỉ cần bước đi vô xe hơi hoặc là mình đi đến nơi nào mà là tự nhiên nó báo là ngoài dùng phủ sóng. Tiêu à. Ngoài dùng phủ sóng rồi sao giờ? Thì bây giờ một con người mà mình tự nhiên mình thành ngoài dùng phủ sóng. Mỗi lần ta gặp mình là ta nói câu xin chào ngoài dùng phủ sóng. Tiêu rồi thấy không? Còn sóng điện mình cực kỳ cao luôn. Mình ngồi ở xa mà tự nhiên bị thu hút. Tự nhiên ta từ xa ta nhìn mình ta thích. Tại vì sao? Sóng điện mình mạnh. Giống như cùng hít 500 nó hít mình vậy đó. Nó hít quá trời người ta luôn. Quý vị thấy không? Thí dụ những đứa có khi nói chuyện mà tuốt ở phía sau mà người ta làm vậy nè. Nhìn cái gì đâu thì những đứa nói mắt, mũi, miệng. Mũi thì mũi trâu, mắt thì mắt lòi, miệng thì miệng to, mỏ nhọn, đầu thì đầu vô, đi thì hai hàng. Vậy thôi. Làm gì mà nó nghĩa là chỉ nghe qua lời nói mà thu hút khi chưa gặp người. Đó. Có những người gặp những đứa con nói nè, thầy từ đâu đến? Nên quý vị coi, giống như họ thích mình, họ quý mình sao? Qua lời nói thôi quý vị. Gọi là tần số người cực kỳ cao luôn. Mà tần số cao là ngay chỗ nào? Tâm thường an lạc. Mà muốn cái tâm an lạc thì phải làm sao? Thường niệm Phật. Sóng điện của Phật A Di Đà cực kỳ mạnh luôn. Nên Ngài có thể lan tỏa khắp mười phương khắp pháp giới, đều tán thán danh hiệu của Ngài. Nên sóng điện của Ngài cực kỳ mạnh. Chúng ta biết câu thông cùng sóng điện với Phật A Di Đà thì giống như chúng ta nhờ sóng điện của Phật A Di Đà để câu thông cùng với tất cả chúng sanh. Nên có người thiếu duyên mà biết dùng cái tần số mình để câu thông với bổ nguyện Di Đà thì duyên về. Có người thiếu phước mà biết dùng tần số mình câu thông với duyên phước Phật A Di Đà thì phước mình tăng. Có nghĩa là tất cả những cái gì quý vị thiếu trong cuộc đời này, chỉ cần quý vị dùng tần số mình để câu thông với bổ nguyện của Di Đà thì quý vị đều phát triển. Còn nếu như quý vị buồn mà quý vị thường nhớ A Di Đà Phật, niệm Phật thì nhất định quý vị sẽ vui. Chắc chắn luôn. Mà những điều chia sẻ này quan trọng lắm đó quý vị, cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì sao? Vì có người này cảm nhận được điều đó. Khi họ niệm Phật họ cảm nhận được điều đó. Thí dụ như vị Lại Quan Âm, vị cảm nhận được bổn nguyện Quan Âm nên vị rất tự tin 3 ngày 4 ngày lại được. Tại vì sao? Mình tin tần số Quan Âm gia hộ cho mình. Khi mình vừa yếu một cái thì Quan Âm ngày truyền điện cho mình. Khi mình đang lại gì Quan Thế Âm Bồ Tát mình mệt, tự nhiên Quan Âm truyền điện cho mình. Cái lại mà tự nhiên sao nó vui mà tự nhiên hết, làm như điện giật kỳ cục làm nè. Nên nó vui lạ lắm. Mà giống như Quan Âm truyền điện mà nhiều khi mà từ bi quá ngày truyền mạnh quá đó. Điện nó vô nhanh quá tự nhiên. Thấy không? Nên quý vị thấy không? Nên từ nơi đó mà cái cảm giác của mình tự nhiên mình tự tin rằng là mình lại Quan Âm Bồ Tát được đầy đủ 1.500 danh hiệu hoặc 2.000 lại danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên mỗi một người chúng ta phải có lòng tự tin đối với Phật Bồ Tát, mà dùng tần số mình để kết hợp với tần số Phật Bồ Tát thì đúng là duyên phước mình cực kỳ dày. Người mà hiểu biết được việc này thì tức khắc phước duyên mình đặc biệt và hoàn cảnh của mình ở nhất định nó sẽ thay đổi rất là tốt. Dù là nơi đó rất là xấu nhưng mà mình đến nơi đó sẽ tốt. Một con người thiện đi đến mảnh đất xấu, mảnh đất đó tốt. Một con người ác đi đến mảnh đất tốt trở thành xấu. Nên tốt xấu là do lòng người.
quan trọng lắm quý vị. Nên đại gia đình của chúng ta là một đại gia đình thương yêu nhau, dùng tình cảm con người đến với con người. Mà dùng cái tình cảm con người đến với con người thì chúng ta dùng cái tâm thiện đó để mà cảm đến với nguyện của Phật Bồ Tát. Cách này hay, công nhận hay thiệt. Tại vì cái tâm của Phật Bồ Tát là thiện, nếu như cái tâm của mình mà thiện thì cảm với nguyện Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là thương chúng sanh, mình thương chúng sanh và mình tha thứ cho chúng sanh thì Phật Bồ Tát sẽ thương mình 100% là như vậy. Cuộc sống trong ngôi Tam Bảo quý vị thấy vui vẻ sống động, có nhiều sự mới mẻ. Bây giờ là cứ là khoảng thời gian là có bài pháp của đại chúng, mà đại chúng khắp nơi được coi như bài pháp với hổm. Chúng ta cũng kết duyên gần 20.000 người lượt chia sẻ, chúng ta không tính nổi. Thì quý vị coi, bây giờ những con người đang ngồi đây, máy của phim đang quay họ và gà họ, quay cho kỹ, phải quay tự nhiên. Thường ngày tuy là mấy chú ở trong chùa mà có khi muốn nhìn các cô cũng nhìn chỉ được chút xíu, hoặc là chỉ lướt qua thôi. Hôm nay chúng ta hãy mượn một cái khoa học hiện đại của máy quay phim để truyền tải từ ống kính để mà soi gọi người này. Vì bữa nay nhìn không ai nói được mình hết, muốn nhìn cách nào cũng được. Nhìn kỹ lưỡng rõ ràng, từ già trẻ bé lớn nhìn láng. Mấy bê viên nói cái này chừng chú An rung, quay hình ảnh bị giật. Không, khi mà Như Đức nói chuyện với đại chúng là lấy hình ảnh của đại chúng nhiều, hình ảnh của những đức lấy ít. Vì sao? Vì đại chúng sáng quá, hình tôi bị mờ. Phải nhớ, phải quay rõ đại chúng, rồi quay qua quý sư cô, rồi quay qua mấy bà cụ khu yếu, thấy không? Quay mấy bà cụ khu yếu ngồi trong đó đồ này kia, nhìn qua ba thầy sáng chói. Quá chói chén. Thầy những ông ngồi quay phong quá. Cứ bình thường đi, tạo làm gì che mệt tí ghê. Cứ bình thường thôi. Quay để cho bạn bè khắp nơi nơi coi được, nhất là người bạn đời của những ông coi. Thấy ông bây giờ tu giết hậu tướng quá, tướng phong độ, ngồi banh hai cái đùi ra. Không, mà đàn ông nó phải ngồi vậy đó. Đấy, vui ghê chứ. Đúng rồi, vịnh lại. Ngồi mà banh cái đùi ra, phải coi lại cái đáy quần. Lỡ nãy tranh thủ bận gấp quá, ngay cái quần bị gách đáy. Nên quý vị biết rằng là cái quan trọng mà khi mà gặp đại chúng này là gì, quý vị biết? Vui. Quý vị biết rằng niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất mà. Thí dụ như ngoài đời người ta, quý vị biết rằng là có khi một tuần lễ người ta làm việc mệt nhọc và căng thẳng, người ta không biết xả chết ở đâu, người ta đi đến những cái nơi mà tụ điểm ca hát hoặc là sân khấu ca hát, một là nghe nhạc hay là hài kịch để người ta xả chết.
Nhưng mà mình thì không có chết gì để mà cần xả. Thì mình mỗi ngày mình niệm Phật mà chết đâu mà còn tồn động nữa, hiểu không? Mình mỗi ngày là hưởng được cái pháp vị. Pháp vị. Nên quý vị mà khi mà coi phim hình ảnh mấy người này đi, người nào con mắt cũng long lanh. Cái người mà năng lượng đầy đủ là con mắt mình nó long lanh lắm. Mình gặp ai cái là con mắt mình, đúng không? Tại vì con mắt nó long lanh là có năng lượng. Còn khi con mắt mà thiếu năng lượng là con mắt gì nè? Hiểu không? Thiếu năng lượng, hiểu không? Còn con mắt mình mà có năng lượng, mình nhìn đây ở ngoài đường mình thấy rõ ràng người ta đang đi ngoài đó. Tại năng lượng đầy đủ mắt sáng. Còn khi năng lượng mà thiếu đi mắt mờ. Nên cặp mắt của người mình là có cái sức thu hút cao độ nhất là cặp mắt. Khi mình nói chuyện với ai, mình đối thoại với người ta, tự nhiên cặp mắt của mình có thể được có khả năng thu hút. Mình đừng bao giờ nói rằng mắt tôi nhỏ không thu hút. Không nói mắt nhỏ mắt lớn ở đây, mà đòi hỏi bạn có đủ năng lượng hay không. Ví dụ như con người mà đủ năng lượng, dù con mắt người ta như vậy vẫn là thu nhiếp. Tuy là hiếp gì nhưng mà nói chuyện với người ta cũng có thể. Hiểu không? Tại nó có năng lượng cô. Năng lượng đầy đủ, hiểu không? Nên quý vị coi phim ảnh người trong chùa mình đi, rực rỡ Phật tử khắp nơi nơi, người ta coi tự nhiên người ta ngưỡng mộ. Đây là những buổi nói chuyện mà định hướng cho người tu. Định hướng cho người tu. Có nhiều người người ta muốn đi tu, người ta không biết tìm đâu. Là những cái công chúng này nè, khi mình nói chuyện, đây là định hướng cho người tu. Quý vị bây giờ đi đến cái ngôi Tam Bảo hay đến một gia đình nào quý vị ở, mà thấy gia đình bình yên, vui vẻ, cuộc sống ổn định đầy đủ, chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, nhân sự ổn định, không có chi ba xẻ bảy. À, giống như nghề nghiệp, cuộc sống, làm ăn, tu hành, mọi mặt đều rất ổn định. Như vậy thì mình đi đến nơi đó tự nhiên mình thích liền à. Thích liền ở nơi đó. Còn bây giờ mình đi đến nơi đâu mà thấy tự nhiên mình vừa bước vào nhà họ, thấy nhà họ quýnh lộn với nhau, là mình thấy mình ớn à. Tại vì nó quýnh lộn, nó quýnh bậy bạ chúng mình sao? Vì gọi là quýnh lộn mà. Hiểu chưa? Nên cái nơi mà quýnh lộn là mình phải tránh. Vì sao? Vì nó quýnh ưa lộn. Nên cái nơi nào mà quýnh lộn mà họ quýnh chúng mình, mà mình mà đi thưa họ là mình tào lao rồi đó. Tại vì sao? Vì nó nói rằng quýnh lộn mà. Nó quýnh ưa lộn lắm. Đó, nên mình đưa mặt bậy bạ nó quýnh mình luôn. Nên mình đi đến cái nơi nào mà thấy quýnh lộn, thấy đấu đá là mình sợ, mình tránh. Còn mình đi đến nơi nào mà thấy bình an, con người với con người thương yêu nhau, hòa thuận, sống vui vẻ, thì mình thấy nơi đó được rồi. Đây là một đại chúng mà con người sống bình an. Nên hàng Phật tử về đây tu, quý vị thấy bình an vô cùng. Tết nhất người ta về rất đông, lễ lộc người ta về rất đông. Vì sao? Nơi chốn bình an ta tìm về. Nó như cô Hương đồ miền ngoài thấy chưa. Mà lễ vía Quan Âm lần nào cũng dẫn đoàn đến là vì sao? Ai mà không hiểu được cái việc nơi chốn bình an mình phải tìm về chứ. Chứ ai mà đi tìm cái nơi bất an. Cái nơi mà bình an mà mình phải đủ cái phước mình để ở nơi bình an. Mình mà không đủ cái phước ở nơi bình an, nó sẽ đưa đẩy mình đi đến nơi bất an. Nó đưa đẩy mình đi đến nơi bất an đấy, chứ đừng có giỡn. Nên chúng ta khi có một hoàn cảnh bình an, có một phương hướng, có một định hướng, có một điểm sống gọi là ý nghĩa của đời người. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên tuyệt vời này của đời chúng ta. Khi gặp được những nhân duyên đặc biệt như vậy, một đời người ai cũng sẽ đi qua. Nhưng chúng ta đi qua một đời người vô cùng ý nghĩa, chúng ta làm được bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Còn hơn là chúng ta để qua một đời người mà một đời người gọi là vô nghĩa.
Nên lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm xong, đại chúng mấy điểm chùa bên nào cũng nhiệt tình hết mình. Rõ ràng đoàn kết thành công. Đại đoàn kết thì đại thành công. Nên tất cả những việc này mình làm được là nhờ đoàn kết. Làm việc chị em vui vẻ. Nhà mình có khi một hai đứa con thôi mà có khi công việc gì mình phân công nó ra, nó còn kinh lộn, nó đùa đẩy công việc để rồi nó chửi nhau, nó quýnh nhau. Vậy mà đây đông người như vậy mà làm việc không có cái chuyện quýnh lộn. Chưa từng thấy quýnh lộn lần nào. Bữa nào đánh thử coi. Đây là cái việc đặc biệt của đại chúng khi được giáo dục mỗi ngày. Nên mỗi một con người chúng ta mà khi đi đến đây là chúng ta thích. Vì sao? Vì mọi người ai cũng vui. Thí dụ như tần số con người ai cũng vui thì mình gặp họ mình sẽ được vui à. Còn mình đi đến cái nơi ai cũng buồn thì mình sẽ bị buồn. Thí dụ như bây giờ mình đi đến một cái đoàn người ai cũng vui vẻ hoan hỷ thì tự nhiên mình ở trong nội bộ đó mình sẽ được vui vẻ hoan hỷ. Mình hưởng ké. Nó áp qua mình. Hiểu chưa? Giống như một bóng cây to, chúng ta đến chúng ta cũng được che bóng mát cho mình. Hiểu không? Còn nếu như mình đi đến một cái nơi mà còi cọc thì mình đi đến nơi đó người ta còn chịu nắng mưa cực khổ, lấy đâu cho mình được sung sướng. Nên mỗi một con người chúng ta phải biết chọn điểm mình đến. Nó hôm nay những đức ngồi nói chuyện với đại chúng tính ra cũng chắc 45-50 phút đó quý vị. Thôi chúng ta tới đây thôi. Giờ 6:30 à. Những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng chúng ta chư tăng ni cùng với đại chúng các cụ già ai cũng vui, ai cũng khỏe, ai cũng sống an lạc. Và mình phát nguyện cả đời mình niệm Phật, mình tu hành để cuối cuộc đời mình cùng hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.